Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở đây vị trí này là khu dân cư đông đúc luôn nhé. Đây nhà cửa đây. Trên kia là nhà. Chỗ này gần tỉnh lộ 329. Từ tỉnh lộ 329 vào đây khoảng 500m thôi, rất là gần. Thì giới thiệu với quý vị một lô đất ở đây, phía bên tay trái tôi đây. Cái này có diện tích là 9.200 m², tức là 9 xào 2. À, 9 xào 2. Đất ở đây thì vô cùng là màu mỡ luôn rồi. Rất là đẹp. Đây bắt đầu từ cái chỗ bụi chuối đấy. Đây có cái cột bê tông đấy. À, xung quanh cái nhà bên cạnh người ta đã rào lưới B40 rồi. Thì đất của mình ở phía bên này. Từ chỗ này cho đến chỗ cái ô tô kia thì chiều ngang của nó khoảng 60m, chiều sâu gần 200m, khoảng 180-170m, thì tổng diện tích là 9.200 m², 9 xào 2 cũng gần tới 1 hecta rồi. Giá chào bán cho lô đất này là 3.250.000.000 quý vị nhé. Đất thì rất là đỏ đẹp. Và đặc biệt là đất này nó có hai mặt. Đấy, một mặt là bên hông này nữa. Nó chạy thẳng vào. Mảnh này thì rất là vuông vức. Rất là vuông vức. Đất tươi, xốp, vô cùng đẹp. Đây. Có cái con hẻm đây. Đất mình chạy thẳng vào bên trong. Đây, đất đỏ đẹp chưa này quý vị. Đấy. Rất là đẹp, đây người ta mới cày lên này. Nó cày lên này, nhìn quá là hấp dẫn luôn. Quý vị thấy chưa? Quá là đẹp. Ô, ngon ngon. Rất là đẹp. Tơi xốp. Đấy, chạy thẳng đây. Này mà ai về mua về mà tự làm rồi các thứ trồng cây trồng cối xây dựng nhà vườn các thứ ở đây thì là tuyệt vời. Đã, tuyệt vời. Đường thì chuẩn bị trải nhựa quý vị nhé. Đường chuẩn bị trải nhựa. Từ vị trí này ra cái đường nhựa hiện hữu ấy thì khoảng 100m thôi, và đường này đang kế hoạch chuẩn bị trải nhựa lên rồi. À, rất là gần, cực kỳ gần với lại quốc lộ tỉnh lộ 329. Tỉnh lộ 329 vào đây có 500m thôi quý vị nhé. Thì sơ bộ cho quý vị biết được là một lô đất này rất là đẹp, bằng phẳng mà lại vuông vức nữa. Đấy, chiều ngang khoảng 60m, chiều sâu là khoảng gần 200m, 170m, vuông vức chạy thẳng dài luôn rồi. Lại hai mặt hẻm nữa luôn, đi lại rất thuận lợi. Đấy, vậy quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất này, trị giá hơn 3 tỷ này, alo cho tôi nhé. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.